Vâng, mình xin chào tất cả các anh em. Trên các cái chức năng ở trên máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp có rất nhiều cái chức năng cao cấp. Một số anh em đang sử dụng máy thì cũng không có để ý đến cái chức năng này. Và cái chức năng đấy thì các cái chức năng đấy thì ứng dụng vào cái công việc sửa chữa xe máy hàng ngày của anh em rất tuyệt vời. Và một số anh em chưa có để ý đến anh em nhé. Vâng, và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái chức năng tuyệt vời trong nhiều cái chức năng tuyệt vời có ở trong máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp. Đó là chức năng hiệu chỉnh tiết chế chỉnh lưu anh em nhé. Hiệu chỉnh bộ tiết chế chỉnh lưu, đó là một cái chức năng rất tuyệt vời có ở trên máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp. Và một số như anh em đang sử dụng máy thì anh em cũng không để ý đến cái chức năng này. Và cái chức năng này rất tuyệt vời thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em nhé. Nếu anh em nào đang sử dụng máy thì anh em xem video để anh em biết được cái chức năng tuyệt vời của hiệu chỉnh bộ tiết chế chỉnh lưu. Còn nếu anh em nào mà chưa sử dụng máy thì anh em cũng xem video để anh em tham khảo cái chức năng cao cấp, một trong hàng nghìn cái chức năng cao cấp có ở trên máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp, và tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em nhá. Vâng, hiệu chỉnh bộ tiết chế chỉnh lưu hiệu chỉnh như thế nào thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em. Trước khi chia sẻ đến cho anh em, tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Hoàng Ngọc Xuân, nhà phân phối máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp tại Thanh Hóa anh em nhá. Anh em cần những cái bộ máy chẩn đoán mô tô xe táp phiên bản mới nhất hiện nay thì anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình, tôi sẽ tư vấn và cung cấp máy cho anh em. Quyền lợi của anh em khi mua máy bên mình là anh em sẽ được mình hướng dẫn nhiệt tình trong suốt cái khoảng thời gian anh em làm nghề. Anh em không hiểu cái gì thì anh em có thể gọi cho mình và mình có thể là tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn anh em sử dụng máy 24/24 anh em nhá. Ngoài ra, anh em được tham gia một khóa đào tạo miễn phí online về phân tích dữ liệu động cơ anh em nhá. Khi mà cung cấp máy cho anh em thì mình sẽ không có cung cấp phát hành cái tài liệu về phân tích dữ liệu động cơ cho anh em. Vì khi anh em đọc tài liệu về phân tích dữ liệu động cơ, chắc chắn một điều là anh em không thể nào mà anh em hiểu được. Vì phân tích dữ liệu động cơ nó có rất nhiều cái tín hiệu liên quan đến nhau anh em nhá, mà anh em không thể hiểu được. Bắt buộc anh em phải tham gia cái khóa đào tạo của mình, và trong đấy thì mình có đăng tải trong cái group đấy thì mình có thể đăng tải các cái bài video về phân tích dữ liệu động cơ từ bài 1 cho đến bài cuối, rất nhiều bài anh em nhá. Và anh em sẽ xem video thì anh em mới hiểu được là phân tích dữ liệu động cơ hoàn toàn miễn phí online dành cho những anh em đã mua máy ở bên mình. Đó là quyền lợi của anh em. Còn những anh em mà không mua máy bên mình, anh em muốn tham gia cái khóa đào tạo về phân tích dữ liệu động cơ online thì anh em thể gọi cho mình để mình tư vấn, và anh em phải mất phí anh em nhá, để mình tư vấn được, để đưa anh em vào group để anh em xem được cái bài phân tích dữ liệu động cơ làm đúng, hiểu đúng anh em nhá, và anh em sẽ đạt được cái kết quả tốt anh em ạ. Rồi, cái thứ hai nữa, hiện nay ở trên thị trường có rất nhiều những cái đơn vị nhà phân phối đại lý cấp 2 làm ăn rất là làm dối, bán những cái máy chợ đen, có nghĩa là sao? Vừa rồi đây thì tôi được nhiều cuộc gọi của anh em gọi về, và với vừa lẽ ra rất nhiều anh em mua phải máy hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng cũ thay vỏ bán thành hàng mới, hàng trả góp hết hạn sử dụng. Rất nhiều anh em gọi đến cho mình, và mình nhận ra được là hiện nay ở trên Việt Nam mình có rất nhiều cái đại lý làm ăn gian dối bán những dòng máy đấy anh em nhá. Thì nếu mà nhà phân phối đại lý chính thức của TD Auto thì tất cả những anh em đấy là họ đều làm ăn tốt, đều cung cấp máy tốt, đều là những cái đại lý ưu tú của công ty, thì họ không bao giờ làm ăn vớ vẩn như vậy được. Những cái đại lý cấp 2 là những cái đại lý không có người kiểm soát, nên là họ bán những cái dòng máy lừa khách hàng, bán máy cũ, máy nhái, hàng cũ, hàng hết đát, nâng cấp bán lên thành hàng mới, rồi là hàng trả góp bán cho anh em rất nhiều, và điện đến cho mình để giải cứu. Thì lúc đấy mới vỡ òa ra là tất cả những hàng đấy là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ anh em nhá. Tôi có một cái mẹo để anh em mua làm sao được cái máy mới tinh và mua đúng nhà phân phối đại lý chính thức của TD Auto Việt Nam thì tôi chia sẻ đến cho anh em nhá. Khi mà cái người bán máy cho anh em thì anh em yêu cầu xem cái giấy chứng nhận đây ạ, công ty DTD Auto Việt Nam chứng nhận cửa hàng tay ga Xuân Yên là tôi, là cửa hàng xe máy nhà tôi, địa chỉ thôn 8 Xuân Phúc, Như Thanh, Thanh Hóa, đại diện ông Hoàng Ngọc Xuân là tôi, là nhà phân phối cấp 1 các sản phẩm DTD Auto Việt Nam như là Motoscan, Isuzu, Motorata AF13 và AF14, Hà Nội ngày 20/6/2024, giám đốc, phó giám đốc Trần Văn Nhân đã ký và đóng dấu. Dấu đỏ, đây là phải có giấy chứng nhận này. Có cái giấy chứng nhận này nhưng mà phải kiểm tra xem là chứng nhận có giá trị đến ngày bao nhiêu. Nếu như người ta có cái giấy chứng nhận này nhưng mà cái giá trị chứng nhận này nó hết hạn rồi thì cũng không được. Anh em thấy là cái giấy của tôi đang chứng nhận có giá trị đến ngày 20/6/2025. Em thấy ạ?
có giấy chứng nhận rồi và giấy chứng nhận phải còn giá trị như thế này, còn thời hạn như thế này, thì anh em mới mua máy anh em nhá. Còn nếu như mà người ta cung cấp máy cho anh em mà người ta không có cái giấy chứng nhận này, kể cả người ta có bán rẻ hơn 1 triệu anh em cũng không mua được. Anh em mua anh em dễ dính vào những cái hàng chợ đen ngay. Chợ đen là rất vất vả đấy anh em nhá, không phải đơn giản đâu nhá. Một số anh em mua bây giờ máy bỏ đi hết rồi, hết hạn sử dụng, máy trả góp. Máy trả góp thì bây giờ là đến ngày đến tháng là không trả tiền, công ty khóa. Thế thì anh em phải đóng tiền hàng năm chết luôn anh em nhá. Đấy anh em chú ý, có giấy chứng nhận anh em mua, không có anh em mua. Mà nếu như không có thì anh em đánh giá được là cái người đó không phải là đại lý nhà phân phối của công ty DTDO thôi Việt Nam, chính thức của công ty DTDO Việt Nam. Người ta bán hàng không có người quản lý, kỹ thuật người ta không có, nên là rất dễ gặp ở những tình huống đó, nên là anh em phải cần chú ý anh em nhá. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến anh em về sự tra cứu về cái chức năng là hiệu chỉnh bộ tiết chế chỉnh lưu, thì là nó như thế nào. Ví dụ như đây là trên tay tôi đang cầm đây là một con sạc Attila 3 pha anh em nhá. Anh em gặp rất nhiều cái lỗi ở trên xe là như sau. Khi anh em kiểm tra mạch chế điện tất cả đều tốt, cuộn điện tốt anh em nhá, cuộn điện tốt, mà sạc nó chỉ có 13V thôi, nó không tài nào lên 14V được, là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cũng như vậy, là đường dây điện tốt, cuộn điện máy phát bên dưới tốt, mà nó lại sạc lên tới 20V, 18-20V, sạc cao quá không được. Sạc cao quá thì dẫn đến là bình nhanh hỏng, thậm chí là phùng bình luôn anh em nhá. Đấy, hoặc là sạc yếu quá chỉ có 13V thôi, sạc không đủ anh em nhá, không có dòng luôn, không đủ luôn, điện áp chỉ có 13V thôi, không có dòng luôn, nên là nó cũng không sạc được. Đấy, mà anh em đo tất cả đều tốt hết rồi, cuộn điện tốt, mà chế điện tốt, mà cái cục sạc này nó chỉ có như vậy thôi, thì tôi sẽ chia sẻ đến anh em sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Tab để hiệu chỉnh. Nó có sạc có 13V thôi thì mình sẽ hiệu chỉnh cho nó lên 14V, 14V5 là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nó sạc lên tới 18, 19V hoặc cao hơn nữa, thì anh em có thể là hiệu chỉnh để cho nó xuống khoảng 14, 14V5 thôi. Đấy anh em, rất tuyệt vời anh em nhá. Đấy là một chức năng trong máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Tab mà rất nhiều anh em chưa để ý đến. Mà máy này Moto Gen Tab có cái chức năng này lâu lắm rồi mà rất nhiều anh em chưa để ý đến, thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em nhá. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ quay gần lại với màn hình để tôi chia sẻ đến cho anh em nhá. Chức năng tuyệt vời đây anh em ạ. Anh em cần phải chuẩn bị đồng hồ vận năng cho mình anh em nhá. Anh em nào mà chưa có đồng hồ vận năng thì anh em gọi cho điện thoại cho mình để mình cung cấp đồng hồ vận năng cho anh em. Sửa xe bây giờ tất cả các cái cửa hàng xe máy của anh em đều phải đầu tư đồng hồ vận năng anh em nhá. Sửa xe bây giờ mà không có đồng hồ vận năng là dở rồi anh em ạ. Rất nhiều cái liên quan đến phải sử dụng đồng hồ vận năng để sửa điện ở trên xe máy thì mới anh em nhá. Rồi đây anh em, tôi sẽ chia sẻ đến anh em. Đầu tiên là anh em thấy là một thanh cái công cụ ở bên tay trái nó đang mờ mờ đây này anh em này. Đấy, nhìn thấy một mũi tên mờ mờ chưa? Rất nhiều anh em chưa để ý đến, là anh em ấn vào thế sẽ mở cái thanh công cụ ở bên tay trái ra anh em nhá. Và anh em ấn vào cho tôi là tra cứu và tính toán. Đấy, ở trong này thì mình giới thiệu cho em rất nhiều được phần tra cứu này, phần tài liệu, và anh em thấy phần tính toán tự động đúng không ạ? Anh em ấn vào. Rồi, ở trong này thì có phần tính toán tự động này rất thêm rất nhiều mục nữa, thì tôi sẽ chia sẻ đến anh em các cái mục này ở các cái bài tiếp theo. Còn ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh em cái mục, cái chức năng đó là hiệu, cái gợi ý nghĩa là kiểm tra tính toán đấy. Cái này cũng không phải là gọi là chức năng, không phải là chức năng của máy, mà một cái chức năng tra cứu thôi, một cái tra cứu anh em nhé, tra cứu và tính toán của máy gợi ý cho anh em làm thôi, chứ không phải là một cái chức năng của máy hoặc là máy hiệu chỉnh cái bộ tiết chế chỉnh lưu, mà sẽ gọi là tính toán cho anh em nhé, tính toán để anh em thực hiện anh em nhé. Rồi anh em bấm vào hiệu chỉnh bộ tiết chế chỉnh lưu. Rồi ok anh em, và bây giờ anh em thấy này, ở trong phần này thì anh em thấy là có hai phần. Phần thứ nhất là phần tăng điện áp đầu ra, đúng không ạ? Phần thứ hai là phần giảm điện áp đầu ra. Tăng điện áp đầu ra có nghĩa là sạc yếu anh muốn tăng lên, đúng không ạ? Giảm điện áp đầu ra có nghĩa là sạc cao quá anh em muốn giảm lại anh em nhá. Nhưng mà anh em sẽ áp dụng với trường hợp là cuộn điện tốt, đường dây điện tốt anh em nhá. Còn nếu như mà cuộn điện của anh em bị hỏng rồi không có điện thì anh em tăng làm sao được? Lấy điện đầu ra tăng, đúng không ạ? Nên anh em phải cần chú ý là cuộn điện tốt, mạch dây điện tốt. Đấy, mạch chế điện không bị lỗi thì anh em mới thực hiện được anh em nhá. Còn nếu như mà cuộn điện mà cháy đen xì đi rồi mà để anh em tăng lên không tăng được đâu, lấy điện đâu ra tăng, cuộn điện nó có đưa điện lên đâu tăng, đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh em cái phần đầu tiên là phần tăng điện áp đầu ra. Rồi ok, ở cái phần tăng điện áp đầu ra này thì tôi sẽ phóng to lên một chút để anh em nhìn rõ hơn anh em nhá.
Tôi sẽ phóng tràn màn hình như một chút. Rồi, ok, đây là anh em này. Rồi anh em để ý này. Anh em để ý nhìn kỹ nhá. Rồi, ok. Anh em muốn tăng lực cái điện áp đầu ra chính là khi anh em đo vào cọc bình ắc quy này, đúng không ạ? Anh em tôi lấy ra một ví dụ, nó chỉ có 13V thôi mà anh em muốn tăng lên 14V5 thì anh em cần phải làm gì? Đầu tiên, ở trên cái cục sạc thì anh em thấy là nó có một cái dây màu đen. Này tôi phóng to này. Nó có một cái dây màu đen, đúng không ạ? Và cái dây màu đen này thì anh em sẽ nối cho tôi một cái con điện trở khoảng tầm 10k ohm, và cái công suất của nó là khoảng tầm 0.5W trở lên. Anh em nhá. 0.5W trở lên cái con điện trở đấy. Và cái con điện trở đấy là 10k ohm, anh em nhá. 10k ohm. Và một đầu thì anh em nối xuống mát của cái con điện trở, một đầu anh em nối xuống mát, một đầu anh em sẽ nối vào cái dây màu đen. Đúng không ạ? Vâng, đó là một cái mạch điện để anh em nối nhá. Tiếp theo là anh em nối cho tôi một cái dây từ chỗ cái ngã ba của con điện trở có dây màu đen này này. Anh em nối tiếp một cái dây vào trong cái dây màu đỏ. Đúng không ạ? Và anh em sẽ cắt đôi cái sợi dây ra và nối tiếp cho tôi một con điện trở vào đây. Và cái điện trở này nó bao nhiêu ohm, bao nhiêu watt thì sẽ chưa tính được anh em nhá. Đấy, đầu tiên là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em để tính toán làm sao để nối con điện trở gì vào đây để cho điện áp nó tăng lên được 14V5. Tôi lấy ra một ví dụ là xe đang nạp có 13V thôi. Ok anh em nhá. Anh em nhìn lại cái sơ đồ mạch điện này. Dây màu đen này, nhìn rõ này, dây màu đen nối cho tôi một con điện trở 10k ohm, và cái công suất điện trở đó khoảng tầm từ 0.5W trở lên. Điện trở thì một đầu anh em nối ra mắt sườn, đúng không ạ? Còn một đầu nữa thì anh em sẽ nối vào dây màu đen, đúng không ạ? Ở tại cái ngã ba của cái dây màu đen này, em sẽ nối cho tôi một cái đường dây điện tiếp theo là đến cái dây màu đỏ, đúng không ạ? Và cái dây màu đỏ đó thì anh em sẽ cái dây màu đen này thì cái dây tiếp tục cái dây nối này, anh em cắt đôi ra và chuẩn bị nối một con điện trở vào đây. Thì con điện trở đó bao nhiêu thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến anh em nhá. Rồi, đầu tiên là anh em phải đo cái điện trở bên trong thiết chế. Đo điện trở bên trong thiết chế để trả lời ở cái câu chọn ở đây anh em nhá. Thì làm sao để mà anh em chưa biết đo điện trở bên trong thiết chế thì anh em bật vào hướng dẫn đo điện trở trong thiết chế đây anh em nhá. Anh em bấm vào đây, anh em thấy này, một que đồng hồ, anh em bật về thang đo đồng hồ, anh bật thang đo điện trở đúng không ạ? Một que đồng hồ anh cho vào dây đen, và một cho đồng que đồng hồ anh em cho màu xanh lá cây, và anh em sẽ đọc cái số giá trị điện trở, anh em chú ý nhá. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ đo này, đo trước. Rồi, ok, đồng hồ thì anh em sẽ bật cho tôi là thang đo là 200k, hai que đồng hồ, anh em phải có đồng hồ nhá, không có đồng hồ liên hệ mình cung cấp nhá. Rồi, hai que đồng hồ anh em cho vào dây màu đen và cho vào dây màu xanh, anh em thấy là 29k ohm, đúng không ạ? 29.1 là ta cho là 29k ohm đi, đúng không? 29k ohm anh em nhá, có nghĩa là 29.000 ohm đấy anh em nhá. Rồi, ok, 29k ohm đấy, anh em đo như hình đây anh em này, anh em thấy chưa? Rồi, anh em đo như hình, anh em thấy chưa? Là một que đồng hồ bật thang đo 200k, và một que thì anh em cho vào dây màu đen, một que đồng hồ cho vào dây màu xanh, đúng không ạ? Rồi, ok, như vậy là anh em khi mà đã đo điện trở bên trong thiết chế, anh em chọn đâu? Tôi chọn ạ, là tôi đo được 29k ohm, đúng không ạ? Đây, 29k ohm đấy, anh em bấm chọn 29k ohm. Rồi, ok, như vậy là anh em đã đo được cái điện trở bên trong thiết chế, đúng không ạ? Bên trong cục sạc, đúng không ạ? Rồi, ok, giá trị điện áp ra hiện tại thì anh em đo thì cái sạc này nó sạc được có 13V thôi, đúng không ạ? Sạc 13V, thậm chí không sạc luôn, 12V luôn, hoặc 13V, đúng không ạ? Ví dụ tôi lấy chọn là ví dụ như là xe này là chọn nó sạc được có 12V, 13V thôi. Rồi, ok, xe này sạc được có 13V. Và anh em muốn tăng lên là nó sạc tới 14V hoặc 14.5V đi, thông thường là 14.5V là ok anh em nhá. Thì 13V thì cộng với bao nhiêu V nữa để cho thành 14.5V, cộng với 1.5V nữa anh em nhá, thì là anh em sẽ ấn vào là giá trị điện áp ra tăng thêm, có nghĩa là tôi muốn tăng thêm là 1.5V nữa, đúng không ạ? Sạc có 13V thôi, và anh em muốn cộng thêm 1.5V nữa để cho nó bằng 14.5V sạc bình ắc quy. Đấy, thì anh em chọn như thế này. Thì anh em thấy động ngay lập tức là Moto Centap đã tính toán cho anh em là giá trị để con điện trở anh em nối vào đây này là nó khoảng tầm từ 872 ohm đến 1k ohm.
và cái công suất của nó là phải từ 0,5W trở lên, đúng không ạ? Như vậy là anh em có thể là nối, gợi ý này, gợi ý dùng một điện trở 1 cao ôm tổng công suất là bằng hoặc trên 0,5W. Em nối con điện trở này vào đây, đúng không ạ? Nối con điện trở này vào đây thì điện áp đầu ra nó sẽ tăng lên được 14V 45, đúng không ạ? Ok anh em, còn nếu như anh em mà muốn rõ hơn chi tiết nữa thì anh em có thể là tham gia các cái khóa học của công ty DTD Ô tô Việt Nam. Sắp tới sẽ có khóa học về hệ thống nạp điện đấy anh em nhé, nên là anh em cố gắng tham gia. Còn không thì anh em sẽ áp dụng thế này, anh em sẽ tăng được. Anh em có hiểu không ạ? Nhìn cái sơ đồ này có hiểu không? Tôi chia sẻ lại cho anh em một lần nữa nhá. Đấy, anh em nhìn cái sơ đồ này anh em thấy là làm được ngay khi mà hệ thống sạc tất cả đều ok hết, là đường mạch dây điện của hệ thống thiết chế chỉnh liêu ngay là cục sạc đấy. Quyết điện tốt, đúng không ạ? Mạch dây điện của quyết điện tốt, đúng không ạ? Nguồn lên rất khỏe, nhưng mà nó chỉ có sạc có tới 13V thôi. Nó điện áp có 13V, thậm chí không có dòng, đúng không ạ? Mà anh em muốn điện áp tăng lên tới 14V 5 thì anh em sẽ nhờ máy Moto Gen Tap tra cứu và tính toán cho anh em, tính điện trở hiệu chỉnh cho anh em nhá. Rồi, thế này thôi, nhìn này, một con điện trở này, một con điện trở 10 cao ôm, anh em nối vào dây màu đen, còn cái một đầu của con điện trở vào dây màu đen, một đầu của con điện trở anh em nối ra mắt sườn, đúng không ạ? Và cái dây đèn màu đen này anh em nối thêm một dây nữa là nó vào cái dây màu đỏ, đúng không ạ? Dây màu đỏ thì cái dây nối này anh em cắt đôi ra và chuẩn bị nối điện trở ra thôi. Và cái điện trở đó bao nhiêu thì chưa biết, đúng không ạ? Anh em đo cái điện trở thiết chế chỉnh lưu, đo điện trở bên trong thiết chế chỉnh lưu, điện trở trong sạc thì có hướng dẫn đây. Hai que đồng hồ cho vào dây màu đen và dây màu xanh. Đo khi nãy tôi đo là được 29 cao ôm, đúng không ạ? Ấn vào đây là 29 cao ôm, đúng không? Rồi chọn hai. Còn nếu như điện trở của anh em nó khác đi thì anh em bấm khác đi, đúng không ạ? Cái này 29 cao ôm, bấm vào 29 cao ôm, đúng không? Hệ thống sạc của tôi thì nó sạc chỉ có 13V thôi, đúng không ạ? Và tôi muốn tăng lên 1,5V nữa là bằng 14,5, đúng không ạ? Và tôi sẽ, máy sẽ, Moto sẽ tác thì tính toán cho em là gợi ý dùng con điện trở là 1 cao ôm và cái công suất của nó lớn hơn hoặc bằng 0,5W là anh em có ngay được cái điện nối vào đây, nối vào chỗ đang chờ đây anh em này, lấy con điện trở cái máy gợi ý nối vào đây là cái điện áp đầu ra tại bình ắc quy là phải được 14, là lên được 14,5 ngay lập tức. Em thấy gì không? Một cái chức năng rất chi là cao cấp mà chỉ có máy Moto Xiên Táp mới có thôi anh em nhá. Quá tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời anh em ạ. Anh em bớt đau đầu chưa? Cái này anh em ra những cái nhà người ta bán tivi, người ta sửa tivi đầu đài đấy, bán cho tôi con điện trở là 10 k ôm này, sau đó bắt đầu bán cho tôi con điện trở 1000k này. À tôi xin lỗi, 1k này, bán cho tôi con điện trở 10 k ôm mới nối đây, xong máy tính toán ra con 1k, mua con 1k nối đây, xong. Tuyệt vời không anh em? Đấy, rất tuyệt vời anh em nhá. Ví dụ này, tôi ví dụ nhau một trường hợp nữa này. Ví dụ tôi đo cái điện trở ở trong cái con bộ điện trở bên trong thiết chế chỉnh lưu hay là bên trong cục sạc đấy, tôi đo là nó được là 25 cao ôm. Tôi lấy ra một ví dụ như vậy, đúng không? 25 cao ôm, lấy ra một ví dụ nha. Xe này nó sạc chỉ có 10, xe này sạc cũng 13V hoặc là 12V 5, xe này nó sạc chỉ có 12V 5 thôi, và tôi muốn là được khoảng tầm 2V nữa để cho thành 14V 5, đúng không ạ? Tôi muốn 2V, tôi muốn sạc lên cộng thêm 2V nữa là bằng 14V 5, thì máy yêu cầu anh em là sử dụng cái con điện trở là gợi ý dùng một con điện trở khoảng tầm 3,9K, đúng không ạ? Và một điện trở 2,2K ôm nó mắc song song với nhau, và cái công suất của nó là bằng hoặc lớn hơn 0,5W, đúng không ạ? Lần này máy yêu cầu anh em sẽ nối cho tôi hai con điện trở song song với nhau, đúng không ạ? Một con là 3,9K và một con là 2,2K, anh em vặn nối chung với nhau và nối vào trên này là điện nó lên được 14V 45, đúng không ạ? Rất dễ đúng không anh? Đó là cái tăng điện áp đầu ra anh em nhá. Rồi, anh em hiểu chưa? Đấy, anh em không hiểu thì có thể là điện cho mình thì mình sẽ tư vấn thêm anh em nhá. Rồi ok, bây giờ tôi lại không tăng nữa mà tôi lại muốn giảm điện áp đầu ra. Ví dụ như một số những trường hợp đây. Giá trị tính toán trong phần này có tính chất tham khảo, gợi ý bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố dẫn đến sai số, ví dụ xe đi đêm hay đi ngày, dung lượng, chất lượng ắc quy đã nạp đầy hoặc chưa đầy, tốc độ máy. Đấy anh em cần phải
nhiệt áp vào điện trở và lắp vào khung xe để tản nhiệt vì điện trở này sẽ sinh nhiệt cao trong khi làm việc. Nếu không gian cho phép bạn có thể tăng công suất V kép lớn hơn giá trị gợi ý ở đây để giảm nhiệt thì càng tốt. Vâng, đấy ông nghe rõ cái chú ý của máy yêu cầu đúng không ạ? Máy chú ý và thông báo cho anh em rồi. Cái này thì nó đơn giản hơn anh em nhá. Cái này thì anh em chỉ cần nối một cái con điện trở vào cái dây màu đỏ thôi. Anh em nhá, nối một con điện trở vào dây màu đỏ thôi. Thì bây giờ cái xe của tôi lấy cho ví dụ này. Xe này nó sạc cao lắm. Nó sạc lên tới 20V. Nó sạc lên tới 20V anh em nhá. Tôi lấy cho một ví dụ như vậy. Mà chiếc xe của anh em thì nó sẽ loanh quanh ở khoảng 14 đến 14V5 thôi điện áp ấy, anh em đúng không? Thế thì anh em là muốn giảm đi khoảng tầm 5,5V đúng không ạ? Ok, tôi giảm đi là 5,5V để cho nó bằng là 14,5. Thậm chí là tôi lại giảm đi khoảng tầm 6V đi. Đúng không ạ? Tôi muốn giảm 6V để cho nó sạc tới 14V. Đúng không ạ? Thì anh em thấy này, ngay lập tức là anh em thấy là giá trị điện trở cần lắp ráp đó chính là một con điện trở khoảng tầm 1,09 ôm đúng không ạ? Và cái công suất của nó là cái công suất của con điện trở nó khoảng tầm bằng hoặc là lớn hơn 100W. Đúng không ạ? Đấy anh em hiểu chưa? Là điện áp con ra được 14V, tôi lấy ra một trường hợp này. Xe sạc tới 18V đúng không ạ? 18V và anh em muốn giảm đi là 4,5V. Đấy, không giảm 3,5V thôi. 3,5V, giảm đi 3,5V để bằng để công suất để cái điện áp ra giá trị điện áp sau khi mà giảm xuống là chỉ còn có 14,5 thôi. Thế anh em sẽ sử dụng cho tôi một cái con điện trở là 0,64 ohm và cái công suất của con điện trở là bằng hoặc là lớn hơn 100W. Anh em nối vào cái dây màu đỏ đây thì điện áp nó sẽ giảm xuống chỉ còn có 14,5V thôi đúng không ạ? Đang 18V, anh em muốn giảm đi 3,5V, anh em nối con điện trở máy tính toán để cho anh em đây rồi và anh em có thể giảm xuống được là 14,5V. Có tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời anh em nhá. Anh em thấy mô tô chuyển táp tính toán thì anh em tuyệt vời không thì anh em cho mình xin một nút like, một đăng ký kênh đi. Đấy, máy mô tô chuyển táp đang có rất nhiều chức năng hay lắm anh em nhá, mà anh em cần phải chú ý. Anh em thấy là quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đấy, cứ thế mà anh em tính thôi anh em nhá. Đấy, anh em thấy là ở cái phần giảm này thì nó đơn giản hơn. Và cái điện trở công suất á thì anh em chú ý ở cái phần này là anh em sẽ kiếm cho tôi cái điện trở công suất là nhỏ nhất cũng phải là 100W hoặc lớn hơn càng tốt và nó có tản nhiệt, và anh em bắt cái điện trở đó vào khung xe để nó tản nhiệt vào khung xe thì càng tốt anh em nhá. Anh em nhớ là cái công suất này rất quan trọng. Anh em mà lấy cái con điện trở bằng tí xíu, 0,64 ohm nhưng mà cái điện trở của nó bằng cái tí xíu thôi thì nó không chịu được đâu, nó sẽ đứt ngay anh em nhá. Cái công suất của nó là phải từ 100, nhỏ nhất cũng phải được 100W, bằng 100W hoặc lớn hơn 100W thì nó có tản nhiệt, anh em bắt vào khung xe để nó tản nhiệt vào khung xe thì càng tốt anh em nhá. Gợi ý thì anh em thấy là đấy, khoảng 0,5 đó. Dùng một con là 0,5 đây, mắc song song đây anh em thấy cái gợi ý bên dưới đây nhá. Dùng 5 con điện trở 0,5 ôm mắc song song đúng không ạ? Đấy, anh em đọc cái chú ý chỗ đây anh em nhá. Đấy, anh em có thể là tùy chọn. Anh em không mua cái điện trở này thì anh em có thể là gợi ý ở cái bên phía dưới này, nó yêu máy yêu gợi ý anh em bao nhiêu con công suất, bao nhiêu con điện trở, bao nhiêu ôm sóc song song với những cái con gì và công suất như thế nào thì anh em nhìn bên dưới đây. Anh em thấy có dễ không ạ? Rất dễ đúng không? Cực kỳ dễ luôn, mà máy một chức năng cao cấp như vậy mà rất ít anh em có thể là để ý đến anh em nhá. Đấy, ok anh em, thì sáng nay thì mình cũng vừa với có một anh em hỏi là một chiếc xe Liberty. Có một anh em hỏi một chiếc Liberty nó đang sạc tới 18V. 18V thì bây giờ tôi sẽ gửi cái video này cho anh ấy để anh biết cách làm anh em nhá. Đấy, sạc tới 18V mà anh em loay hoay, anh ấy loay hoay chưa biết làm sao nào thế nào thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em nhá. Đấy, thật ra trong máy nó có hết rồi. Nhưng mà tại là anh em chưa để ý, một số anh em dùng máy lâu năm rồi nhưng mà cũng chưa có để ý đến anh em nhá. Rồi ok anh em. Như vậy là ở các cái chức năng khác thì hôm sau tôi lại tiếp tục có những cái bài video để chia sẻ đến cho anh em. Rất nhiều cái video hay, mô tô hiện tại đang còn chờ anh em khám phá anh em nhá. Anh em mua máy nhà phân phối mô tô hiện tại Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa, anh em gọi cho mình thì mình sẽ cung cấp cho anh em. Có rất nhiều hình thức lựa chọn mua hàng. Một, anh em tới tại nhà mình có đầy đủ các dòng xe để anh em thực hành, chuyển giao công nghệ anh em thực hành
hướng dẫn và mình anh em lấy máy. Trường hợp thứ hai anh em bận không về tới tại nhà mình được thì mình có thể gửi máy qua đường bưu điện và anh em nhận máy với thanh toán tiền, và tất cả anh em đều được mình đưa vào group để học một khóa đào tạo về phân tích dữ liệu online. Sắp tới sẽ có những cái khóa học như là hệ thống khóa thông minh Smart Key, chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phun xăng điện tử, thì tôi sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em đối với những anh em mua máy ở bên mình anh em nhá. Và trong quá trình làm việc không hiểu cái gì anh em gọi cho mình sẽ chia sẻ anh em nhá. Rồi ok anh em, cần máy gọi cho mình đi, mình cung cấp máy cho anh em nhá. Và anh em chú ý một điều rất quan trọng, mua máy là phải mua những cái đơn đại lý ủy quyền của công ty DTD Auto Việt Nam, những đại lý ưu tú có giấy chứng nhận, đúng không ạ? Và giấy chứng nhận còn giá trị. Không có giấy chứng nhận không mua, rẻ hơn không mua, mua chết luôn anh em ạ. Anh em nguy hiểm lắm anh em. Anh em mua phải những cái máy không có người quản lý, máy chợ đen, máy cũ bán thành máy mới, thay vỏ bán máy mới, máy hết hạn sử dụng, máy từ máy phiên bản cũ nâng cấp phiên bản mới từ lâu lắm rồi đấy, rất nguy hiểm. Máy trả góp anh em dùng được một năm, công ty khóa anh em phải đóng tiền hàng tháng, lúc gọi cho người ta không gọi được anh em nhá. Đấy là rất chỉ là nguy hiểm. Một số đơn vị người ta bán rẻ hơn bất ngờ, phải có lý do, không ai cho không ai cái gì hết anh em nhá. Tự nhiên mà tự nhiên thấy bán rẻ hơn so với cái nhà phân phối chính thức như bọn chúng tôi đây là được công ty DTD ủy quyền, mà tự nhiên thấy người ta bán rẻ hơn 1 triệu là có vấn đề, đúng không ạ? Không có cái gì là không thể, đúng không ạ? Tất cả là không có gì ai cho không ai cái gì, tự nhiên thấy rẻ bất ngờ có vấn đề, nghi ngờ như vậy anh em nhá. Đấy là cái mẹo của anh em. Rồi ok anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp máy cho anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.